Nếu các bạn đang băn khoăn không biết xem gì sau khi hạ cánh nơi anh và tầng lớp Itaewon lần lượt hạ màn, thì phê phim có một gợi ý cho các bạn đây. Nếu như hạ cánh nơi anh là mối tình xuyên biên giới giữa chàng Triều Tiên và nàng Hàn Quốc, hay tầng lớp Itaewon là câu chuyện trả thù, đi tìm công lý của một nhóm startup, thì Kingdom sẽ mang đến cho các bạn những câu chuyện đầy bất ngờ về màn tranh đoạt vương quyền giữa bối cảnh đại dịch sắc sống đang hoành hành. Kingdom là TV series thuộc đề tài sắc sống đến từ xứ sở kim chi. Hiện tại, tựa phim truyền hình chuyển thể từ bộ truyện tranh The Kingdom of the Gods của biên kịch Kim Eun Hee đã bước sang mùa thứ 2, đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả và nhận đến 93% đánh giá tươi trên Rotten Tomatoes. Bên cạnh đó, thì Vương Triều Sắc Sống mùa 2 cũng luôn nằm trong top 10 phim được xem nhiều nhất ở Việt Nam theo danh sách Netflix tổng hợp suốt 2 tuần qua. Thế nên, các bạn hãy cùng chúng mình đi tìm lời giải đáp vì sao Kingdom lại đặc biệt và được nhiều khán giả đón nhận như thế nhé. Thể loại phim zombie đã không còn xa lạ với khán giả. Mỗi một bộ phim tuy được tạo nên từ chất liệu kinh dị giật gân nhưng đều truyền tải những giá trị tốt đẹp đến với người xem. Train to Busan thì đề cao về đạo đức xã hội và tình mẫu tử. The Walking Dead lại đặt ra những vấn đề về bản chất sâu thẳm bên trong mỗi con người. Zombieland thì khai thác yếu tố hài hước và tình cảm gia đình giữa đại dịch. Còn ở Kingdom, với phê phim thì TV series này còn làm được nhiều hơn như thế. Nó đào sâu tới vấn đề xung đột giai cấp và quyền lợi trong xã hội, một đề tài khá nhạy cảm nhưng nếu làm tốt, phim sẽ trở nên vô cùng giá trị, giống như những gì mà Parasite của đạo diễn Bong Joon-ho đã làm được trong năm 2019 vậy. Kingdom được lấy bối cảnh vào thời đại Joseon, khi vương triều lung lay dữ dội, đất nước bị gia tộc Haewon-cho chi phối về mọi mặt, còn nhân dân thì đói khổ và lầm than. Giữa thời cuộc rối ren như vậy, thế tử Lee Chang cảm thấy không tin tưởng được bất kỳ ai, nên quyết tâm lên đường tìm cho ra câu trả lời về căn bệnh bí ẩn của vua cha. Cuộc hành trình đó dẫn anh tới một vùng quê nghèo, nơi đại dịch sắc sống bùng phát. Bối cảnh này chắc chắn sẽ khiến cuộc chiến chống zombie trở nên khó khăn hơn rất nhiều, bởi nhân dân không có đủ sức người, vũ khí tân tiến hay là y học phát triển. Do đó, các nhân vật thường xuyên bị đẩy vào con đường tháo chạy, việc chống lại bầy thây ma chỉ diễn ra khi thế tử Lee Chang và những người đồng hành của mình không còn sự lựa chọn nào khác. Rời bỏ vương triều để đi tìm lời giải thích cho bệnh của vua cha, thế tử Lee Chang bị cha con lãnh tướng cho Hak Ju ngấm ngầm bày mưu hãm hại từ phía sau. Lợi dụng tầm ảnh hưởng của gia tộc về mọi mặt, lãnh tướng cho dễ dàng điều khiển tất cả các quan lại ở các bộ, các cấp và từng bước phía trước Lee Chang, người thừa kế ngai vàng hợp pháp. Bên cạnh đó, hắn hồi sinh hoàng thượng, biến ông thành sắc sống để chờ ngày con gái mình, đồng thời là vương hậu sinh quý tử nhằm chiếm đoạt ngôi báu để dễ bề xoay chuyển cả Giang Sơn. Đến đây, mình phải dành lời khen ngợi cho biên kịch Kim Eun Hee, người đứng sau thành công của loạt phim truyền hình Chàng Quản Gia Của Tôi, với một màn cung đấu đầy mưu mô và toan tính của lãnh tướng và vương hậu họ Cho. Mọi kế hoạch của hai nhân vật này đều được thiết lập tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bọn chúng từng bước dùng quyền lực nhằm thao túng những người đứng đầu các bộ như quân sự và giáo dục để răn đe những người không ủng hộ mình. Song song với đó, chúng cũng không quên tạo chứng cứ giả khiến quan lại nghe theo những quyết định vô lý mà hắn đưa ra. Nếu như những trận chiến với thây ma tạo nên sự hồi hộp, sợ hãi cho khán giả, thì màn cung đấu đầy cú lửa này nâng bộ phim lên một tầm cao mới, khiến Kingdom vượt xa nhiều bộ phim zombie từng xuất hiện trên màn ảnh rộng cũng như màn hình TV của chúng ta. Song song với trò chơi vương quyền đầy mưu mô và toan tính là cuộc viễn chinh của thế tử Lee Chang giải cứu dân chúng khỏi đại dịch. Với nhân vật chính của chúng ta, chẳng có cuộc chiến nào là dễ dàng cả. Dịch bệnh lan rộng theo cấp số nhân và nhanh chóng nuốt chửng mọi vùng quê mà nó đi qua. Bệnh dịch lan đến đâu, Lee Chang chạy theo đến đó để ngăn chặn. Đây cũng là lúc mưu tài trí lược của thế tử được phát huy tác dụng. Anh từng bước chứng minh giá trị của bản thân mình bằng những quyết định anh minh, sáng suốt, giữ bách tính trong vùng an toàn. Anh chinh phục niềm tin của người dân bằng lòng trắc ẩn, biến những lời cáo buộc vô căn cứ của lãnh tướng Cho trở về đúng bản chất gian dối của nó. Tuy nhiên, cuộc chiến tàn khốc nào rồi cũng phải để lại những mất mát, hy sinh, huống chi đối thủ của Lee Chang và những thuộc hạ lại là bầy zombie khát máu. Theo ý kiến chủ quan của mình, việc hy sinh đến cả tính mạng đó là điều cần thiết để khán giả có thể cảm nhận được sự tàn khốc của đại dịch sắc sống và có thể hiểu được những sự lựa chọn có phần mạo hiểm của thế tử Lee Chang. Năm nay, Parasite giúp điện ảnh Hàn Quốc thắng lớn qua ý tưởng dùng vô số những bậc thang để nhấn mạnh sự phân hóa giai cấp giàu nghèo trong xã hội. Kingdom cũng như vậy, nhưng hai đạo diễn Kim Song-hoon và Park In-jae mượn đại dịch sắc sống nhằm kinh dị hóa sự nghèo đói của người dân. Bệnh dịch bùng phát từ một khu bệnh xá cho người dân nghèo, nơi cuộc sống khắc nghiệt đến độ họ phải dùng thịt của một người mang bệnh để nấu ăn. Để rồi, chính tầng lớp thấp kém nhất của xã hội, đồng đảo nhất của xã hội, sống leo lét sợ đáy xã hội phải gánh chịu mọi hậu quả, trong khi giới thượng lưu, quan lại như là gia tộc Haewon-cho chỉ quan tâm tới quyền lợi của bản thân và sắp tâm hãm hại chính những người bằng hữu, người thân bên cạnh mình. Đến đây, chắc hẳn nhiều bạn sẽ thấy rằng Kingdom có những điểm tương đồng với một số tác phẩm khác cũng đến từ xứ sở kim chi, nhưng không phải là Train to Busan đâu nhé. Bộ phim mà mình muốn đề cập đến ở đây là Dạ Quỷ, ra mắt vào năm 2018, nhưng thật không may, nó là một thất bại ê chề bởi một cuộc chiến zombie ngã vũ quá dễ dàng, và cuối cùng thì nó cũng không để lại bất kỳ một đại cảnh nào đáng nhớ.
Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí người xem là tạo hình dữ tợn, đáng sợ của bầy xác sống. Nhưng rõ ràng chúng ta đều biết như thế là chưa đủ để tạo nên một tác phẩm điện ảnh thành công. Zombie trong Dạ Quỷ chỉ cần thấy có dấu hiệu của ánh sáng là chạy đi ẩn nấp. Bầy xác sống trong Thế Chiến Z và Train to Busan chỉ có thể bị những tiếng động đủ lớn để thu hút. Và đây là những điểm yếu để các nhân vật rất dễ tìm hiểu để khai thác. Còn ở Kingdom thì khác, đàn thây ma chỉ cần đánh hơi thấy mùi máu và thịt người là ầm ầm kéo đến. Bên cạnh đó, chúng lây lan với tốc độ chóng mặt. Ban đầu, người dân chỉ nghĩ đó là bệnh dịch thông thường và cho rằng người bị cắn sẽ chết ngay đi sau đó. Tuy nhiên, khi đêm về, tất cả đều sống dậy. Và ở môi trường nhiệt độ thấp như vậy, chỉ một nhát cắn thôi, những nạn nhân khác sẽ lập tức trở thành zombie. Điểm yếu của bệnh zombie cũng là một bí ẩn lớn, không chỉ với Thế Tử Ly Trang, mà điều này còn đặt ra nhiều nghi vấn nơi người xem. Càng xuôi về những tập cuối cùng của TV series này, chúng ta càng được cung cấp nhiều manh mối về bệnh dịch. Để rồi, khi mọi thứ được làm sáng tỏ, mình cá là các bạn sẽ phải rất bất ngờ trước nguồn gốc, sức mạnh và cả điểm yếu của bọn chúng đấy. Tuy nhiên, những sự thật về loài hoa giúp hồi sinh người chết xuất hiện ở phần intro cả hai mùa vẫn còn nhiều điều bí ẩn mà chúng ta sẽ phải chờ đợi đến một phim tiếp theo mới có thể giải đáp được. Khi đã có một câu chuyện hấp dẫn rồi thì Kingdom còn thiếu một điều nữa thôi để giữ chân khán giả của mình đến những tập phim cuối cùng, và các nhân vật đều được phát triển rất rõ ràng nhờ vào diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên. Ban đầu, Thế Tử Ly Cha xuất hiện như một kẻ yếu ớt, thiếu năng lực và có phần tham lam do nhân vật của Chu Chi Hun được giới thiệu qua góc nhìn của các vương hậu và lãnh tướng cho Hắc Chu. Vô hình chung, nhiều khán giả sẽ có cảm giác rằng nhân vật chính thậm chí còn không đủ xứng đáng để kế thừa ngôi vương, lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, kể từ khi anh quyết định lên đường, khán giả dần dần chứng kiến một Ly Cha rất khác. Đối mặt với bệnh dịch hoành hành, nhân vật chính của chúng ta thường xuyên đưa ra những chiến lược đậm chất quân sự và đạt hiệu quả rất cao, khắc chế được số lượng zombie khổng lồ dù không tốn quá nhiều sức người. Nhưng anh cũng biết bách tính của mình cần nhiều hơn chỉ là những sống sót như vậy. Ly Cha chứng minh cho họ thấy rằng mình xứng đáng với ngai vàng ra sao bằng cả lòng nhân từ, bằng những hành động nhỏ nhất như là nhường thức ăn cho người dân hay những quyết định ảnh hưởng tới cả tính mạng như chạy vào tâm dịch để tiếp tế cho họ. Chắc hẳn nhiều bạn không nhận ra rằng người thổi hồn và nhân vật lãnh tướng Cho Hắc Chu cũng chính là diễn viên đứng sau những thước phim đẫm nước mắt trong bộ phim Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam số 7. Nói vậy để thấy rằng nam diễn viên Will Song-rong đã làm tốt thế nào trong hai season của Kingdom. Anh đã khắc họa rất tốt một nhân vật phản diện tham vọng quyền lực đến tột cùng và sẵn sàng ra tay máu lạnh để thanh trừng những kẻ dám đứng lên chống đối. Tuy nhiên, điều khiến nhân vật này trở nên đáng nhớ hơn cả là hắn luôn giữ được quy tắc bất di bất dịch và tôn trọng tuyệt đối những truyền thống của gia tộc mình, dù có phải hy sinh cả mạng sống đi chăng nữa. Vương hậu Cho không có nhiều đất diễn ở season đầu tiên khi mọi quyết định, dù là nhỏ nhất, đều chịu sự kiểm soát của Cho Hắc Chu. Tuy nhiên, về sau, cô đã chứng minh rằng bản thân không muốn làm cái bóng của cha nữa và bắt đầu có những động thái cứng rắn hơn rất nhiều. Mình cũng không tìm được bất kỳ một tính thừa nào để phê bình về tố nhân vật phụ của Kingdom, đặc biệt là màn trình diễn của người đồng hành với Thế Tử Ly Trang. Mỗi người mang một vẻ rất riêng, Thận Cần Mu Young thì thông tạo võ thuật, là quân sư hoàn hảo để bên cạnh Ly Trang, Sobi thông minh, can dạ và do lòng chất ẩn, còn cựu binh Yong Shin thì nhanh nhẹn và là một xạ thủ với những cú headshot đi vào lòng người. Điều đặc biệt là tất cả đều được xây dựng với những quá khứ riêng, khiến họ đều là những nhân vật có chiều sâu dù không có nhiều đất diễn, khiến những quyết định của họ đưa ra đều rất dễ cảm thông. Tưởng chừng những việc mạng lưới nhân vật dày đặc như vậy sẽ khiến đạo diễn Kim Song-hun và Park In-jae gặp nhiều khó khăn trong việc kể chuyện, thì bộ đôi này đã dùng nó để tạo thêm gia vị cho màn tranh giành quyền lực bằng những nhân vật tay trong, gián điệp. Từ đó, Vương Triều Sắc Sống có nhiều khoảnh khắc giống như một bộ phim trinh thám khi Ly Trang phải âm thầm tìm ra kẻ tạo phản ngay bên cạnh mình. Chính bởi tuyến nhân vật đáng nhớ nên chúng ta càng dễ dàng bị lôi cuốn vào những cảnh hành động trong phim để tìm hiểu xem các nhân vật mà mình yêu quý có sống sót qua được bệnh dịch sắc sống hay không. Và quả thực, những thước phim hành động trong Vương Triều Sắc Sống đủ sức làm thỏa mãn bất kỳ một đối tượng khán giả nào. Trong khi màn cận chiến của Mo Young ở trong không gian hẹp tạo bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng, thì những cỗ bắn tên hay súng đạn hoa mai ở đại cảnh lại cho thấy sự gấp gáp của một cuộc chiến khi mà số lượng zombie tăng nhanh theo cấp số nhân. Còn nếu bạn thích chiến thuật quân sự hay những màn dàn trận quy mô lớn, thì tài thao lược của Thế Tử Ly Trang chắc chắn sẽ không khiến bạn phải thất vọng. Ở cuối mỗi season, trận chiến với bầy sắc sống lại được đẩy lên cao trào với số lượng lên đến hàng nghìn, tạo nên những làn sóng zombie như trong sản phẩm Thế Chiến Z vậy. Cảnh báo spoiler cho các bạn chưa xem cả hai phần Kingdom nhé, vì dưới đây sẽ tiết lộ những phần chi tiết rất quan trọng đấy. 7 năm sau đại dịch, đất nước đã được yên bình, Thế Tử Ly Trang và Đức Y Sĩ vẫn âm thầm tìm hiểu về loài cây hồi sinh. Trong khi đó, mầm bệnh bên trong vị vua trẻ dường như đã hồi sinh và tấn công đến não bộ. Điều này dấy lên trong bản thân mình với những câu hỏi rằng liệu Ly Trang và những thuộc hạ có thực sự an toàn sống vất cả năm xưa hay không? Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng đa số các khán giả đều ngay lập tức nhận ra mợ chảnh Jun Ji Hon ở những phân cảnh cuối cùng của Vương Triều Sắc Sống phần 2. Nữ diễn viên đã làm nên tên tuổi của mình qua hàng loạt các tác phẩm đình đám như là Cô Nàng Ngủ Ngáo, Vì Sao Đưa Anh Tới và gần nhất là Huyền Thoại Biển Xanh. Có thể khẳng định rằng đây là sự bổ sung vô cùng chất lượng cho dàn diễn viên của Kingdom mùa sau. Nhưng vai trò thực sự của cô là gì, phản diện hay chính diện thì chúng ta phải chờ đợi đến season 3 mới biết được.
Bên cạnh đó, Season 3 cũng đánh dấu sự trở lại của những cái tên đáng chú ý khác với một nhân vật cũ với vai trò mới, đó là cận thần của vị vua mới, được thủ vai bởi An Jae-hong đến từ loạt phim Reply 1988. Nhân vật này đã thoát chết một cách thần kỳ trong tập 5 và đến cuối Season 2, anh chứng kiến mầm bệnh tấn công lên não của tiểu vương. Là người chứng kiến cả lịch sử và nắm trong tay bí mật tương lai của vương triều Joseon, liệu nhân vật này có đem sự thật ra ánh sáng hay ủ mình trong những âm mưu đen tối? Vừa rồi là những điều thú vị thúc giục mình mau chóng giới thiệu vương triều sắc sống đến với các bạn. Nếu các bạn đã xem bộ phim này rồi thì cùng chúng mình thảo luận ở phía bên dưới xem chuyện gì sẽ xảy ra ở season tiếp theo nhé. Ok, như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phê Phim thì đừng quên nhấn nút subscribe cùng nút chuông nhỏ nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai nhé. Mình là Hiệp, cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.